Thế nào gọi là chuyển nghiệp? Có khái niệm này trong Phật giáo Nguyên Thủy hay không? Nếu có thì làm sao để chuyển nghiệp? Mong sư giải đáp. Cái khái niệm chuyển nghiệp nó là như thế này, tức là lẽ ra mà vào thời điểm đó chúng ta nhận lãnh cái quả xấu mà chúng ta lại không nhận, mà chúng ta nhận cái quả tốt, hoặc là lẽ ra chúng ta bị tai nạn, chúng ta chết mà không có chết mà chỉ bị lật lìa lật lội thôi, thì đó tạm gọi là cái khái niệm chuyển nghiệp, tức là thay vì nó sẽ xảy ra như vậy mà nó không xảy ra như vậy. Quý vị nên nhớ là chúng ta có hai cái loại nghiệp, tức là cái nghiệp nhất định và cái nghiệp bất định. Hay nói một cách khác, tức là có cái nghiệp á, nó chắc chắn vào thời điểm đó nó sẽ xảy ra và không có một cái đối tượng nào có khả năng chi phối thay đổi cái nghiệp đó được. Ví dụ như cái nghiệp mà ngài Mục Kiền Liên bị giết, bị cướp nó giết, cái nghiệp đó đó thì không thay đổi được. Hoặc như cái nghiệp á, mà Đức Thế Tôn bị đau lưng thì cái nghiệp đó là nó cũng không thay đổi được. Hoặc như cái nghiệp Đức Thế Tôn phải chịu 3 tháng mà ăn lúa ngựa đó thì cái nghiệp đó nó cũng không thay đổi được. Nhưng mà nên tránh cái suy nghĩ là theo cái kiểu chúng ta nói là cái có số á, có số phận á, thì không có nên. Bởi vì ngoài những cái nghiệp mà nhất định đó, nó còn có cái nghiệp bất định, tức là nó không chắc, nó không chắc. Cái nghiệp bất định đó là như thế này, trong cái lúc đó đó nó có thể trổ hoặc có thể nó không trổ. Ví dụ như lẽ ra vào cái thời điểm đó cái nghiệp đó nó trổ, nhưng mà nó bị cái nghiệp khác nó lấn. Mà trong kinh nó mô tả giống như là trong một cái chuồng bò đó, mà hai con bò khi mà mở cửa, hai con bò nó lấn nhau, thì cái con bò nào khỏe thì con bò nó sẽ ra trước. Cũng vậy, khi mà hai cái nghiệp mà nó trổ cùng một lúc á, thì cái nghiệp nào nó trội hơn thì nó sẽ ra trước. Nhưng mà đó, những cái nghiệp bất định như vậy đó, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là chúng ta có những cái nghiệp khác nó chi phối hay không. Xin lấy ví dụ nha, xin lấy ví dụ nha. Một người cũng lái xe tông chết người, bây giờ gây tai nạn giao thông mà chết người ấy. Hai con người cùng bị một cái tội như nhau, nhưng mà một người họ được sự nâng đỡ của cái thiện nghiệp, đó là họ họ có làm phước, cho nên là họ có tiền, họ khắc phục hậu quả. Đương nhiên là sư là một người tuân theo pháp luật, cho nên là sư không có nói cái vụ mà chạy án rồi chạy chọt này nọ, không có, không có nói nha. Mà sư chỉ nói đơn giản là có tiền thì khắc phục hậu quả, tại vì mình là cái con người là tuân sống và làm việc theo pháp luật ha. Đấy thì chúng ta có tiền, một người có tiền khắc phục hậu quả, cái bản án nó sẽ khác à. Còn một người là họ họ hưởng cái quả ác nghiệp khác, tức là nó khiến cho họ lúc đó họ không có tiền, họ không có tiền để khắc phục hậu quả. Đã vậy đấy, một người như sư có một người quen, sư có một người quen, cụ già rồi, là cha, gọi là cha chồng, cha vợ của ông chú. Thì khi mà đi ra đường ấy, cũng bị người ta chèn tai nạn giao thông chết, thì người nhà sư
ảnh tên xin lỗi và người nhà xin lỗi là không có truy cứu, nó coi như người nhà với nhau, xem như là người thân, thì lỡ cái chuyện đó thì người nhà giải quyết với nhau và không có truy cứu trách nhiệm. Do đó anh này ảnh không có bị truy cứu và ảnh cũng không có bị ở tù. Đây, đó là do nó cũng do một phần là cái duyên cái nghiệp, tại sao chúng sanh nhìn nhau là lại có cảm tình, là mình lại xem nhau như thân thuộc, mà mình từ đó mình không có truy cứu trách nhiệm. Nhưng mà cũng có một vụ đó, như cái vụ vừa rồi mà quý vị thấy là cái cô gì tiếp viên mà bị tông ấy, hai con người tới nhìn nhau như kẻ thù, bản án quyết định rồi, cô gái chống án để mà cho cái hình phạt có phải tăng nặng, hai con người nhìn nhau như kẻ thù, gì thấy không, nó cũng là cái duyên cái nghiệp để mà nó chi phối đây. Rồi coi như là sau khi mà có án đi, sau khi có án vào tù á, vào tù ở, xin thưa cái người mà họ có tài sản, họ có phước á, thứ nhất là có tài sản nha, có tài sản ở chổng rồi, và cái người mà không có tài sản, coi là cái người gọi là cái người giàu ở tù và cái người nghèo ở tù, đừng nói họ ở tù như nhau nha, khác nhau à, ăn uống không có giống nè, ăn uống không có giống nè, rồi cái chuyện mà sinh hoạt cũng không có giống nè, rồi những cái lao động ở chỗ cũng không có giống nè, điều kiện cũng không có giống nè, đừng nói giống nhau nha. Thế giờ cho nên quý vị thấy là có rất nhiều những cái nó chi phối. Rồi thí dụ như mà cái người đó họ không có cái phước vật chất đi, nhưng họ có cái phước khác, ví dụ như là họ từng sống với cái tâm từ đó, hoặc là họ từng giúp những cái người này người kia, mà sau này những người lại vô tình là do nhờ những mối quen biết đó, cho nên là mặc dù họ không có tốn tiền, nhưng mà cái chuyện họ sống ở trong chổng nó cũng dễ chịu hơn, ví dụ như bạn bạn tù thì cũng thương, ví dụ như vậy, rồi cái người quản giáo cũng thương, rồi cái người quản lý ở trên cũng thương, là tự nhiên ai cũng thương hết, nó khác à, nó khác chứ, cái anh là tự nhiên nhìn vô cái thằng bạn ở chung nó ghét, mấy cái thằng ở chung nó ghét, rồi anh quản giáo anh cũng ghét, rồi những cái người ở trên nhìn vô nó cũng ghét, thì hình như nó khác nhau à. Do đó nghiệp nó có nghiệp cố định chắc chắn sẽ xảy ra và cái nghiệp bất định, và cái nghiệp bất định đó nó tùy thuộc vào rất nhiều những yếu tố đi kèm. Do đó cái mà chúng ta gọi là chuyển nghiệp không phải không có, nhưng đầu tiên là nó chỉ áp dụng vào những cái nghiệp bất định, có nghĩa là nó không có chắc chắn và nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Và chuyển như thế nào? Chuyển bằng cách là chúng ta tích cực làm các thiện nghiệp, để chi, để khi quả của các ác nghiệp đó trổ thì chúng ta cũng có những cái quả thiện nghiệp nó nâng đỡ. Một ví dụ khác, cũng do một cái ác nghiệp mà hai chúng sanh đều sanh làm một, đều sanh vào loài loài chó đi, xin lấy ví dụ, nhưng mà có con chó đó nó sống ở gầm cầu, nó ăn đống rác và nó chịu ghẻ lở và nó sống già, thậm chí có khi là bị bọn bắt chó nó bắt chết. Nhưng mà có con ấy, nó cũng sanh làm con chó nhưng mà cái phước nó nâng đỡ, cho nên là mặc dù cũng là chó nhưng mà người ta đem về người ta cưng như chính, hứng như hoa, thờ như ông cố nội gì đó, thì quý vị thấy là cũng là mang cái nghiệp sa đọa như nhau, mà cái đời sống nó không có giống nhau. Do đó cái mà chúng ta có thể chuyển thì đó là các cái nghiệp bất định do nhiều yếu tố ảnh hưởng, và muốn chuyển được như vậy thì bắt buộc chúng ta phải có cái việc thực hành các thiện pháp.